Đó, một mảnh vườn cực rẻ luôn nhá. Nguồn thu là bao mảnh luôn này. 1,5 hecta. Đó, full cà phê. Xem được khoảng 400 tiêu và maca rất là nhiều. Đó, lô đất quý anh chị mình thích đất rẻ thì đây, hôm nay mình sẽ lên cho mọi người xem một lô đất rẻ nguồn thu mạnh nhá. 1,5 hecta, sổ đỏ chính quy của mình là 1,4 hecta. Full cây trồng, full cà phê đẹp. Cà phê tơ hoàn toàn 100%. Khoảng 400-500 triệu tiêu và maca. Đó, giá nguyên lô này chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi. Đấy, quý anh chị mình thích đất rẻ này. Có ngay một vườn đất rẻ nhá. Một lô đất duy nhất. Rẻ bèo luôn. Đó, mua vào rồi chuẩn bị được thu hoạch hết rồi này. 1,5 hecta mọi người nhá. Đó, ao hồ là đầy đủ này, cà phê này, giống mới này, hoàn toàn hết như thế này nhá. Đó, thế đất thì tiền là nhẹ. Cách đường nhựa là hơn khoảng 1,5 km thôi. Đó, quý chị quan tâm muốn mua những sản phẩm như thế này thì nhanh tay, lô này phải nhanh tay mọi người, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Đó. Cà phê là đất này, đất đỏ Ba Gian hết mọi người nhá. Vị trí đất của mình thì nó nằm tọa lạc tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, cà đẹp quá chị ơi. Cà này xem bơ này, bơ không bơ tư này, mắc ca này. Đó, thế đất thì tiền lại nhẹ nhá, đường thì đi lại thì thuận tiện. Đó. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết về mảnh vườn này cho chú chị mình xem tham khảo nhá. Tôi nghĩ thiện chí lô đất này thì liên hệ cho em nhá. Đó, lô đất hôm nay em đi quay thì giới thiệu cho mọi người đây, nó có địa chỉ tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông mọi người nhá. Đó, đi từ đây này mà ra tới đường nhựa là mất khoảng 1,5 km này. Còn mình di chuyển ra tới trung tâm trường chợ ủy ban xã Thuận Hà là khoảng 3 km nhá. Đó. Đường đi vào đây. Đây là đường giữa rẫy của mình này, đầu kia là đường đi vào này. Đó. Đất thì truyền lại nhẹ thôi. Đó, mua giai đoạn này thì quý chị mình có một nguồn thu nhập khá là mạnh từ cà phê như thế này. Đó, cà phê là trái rất là to rồi nhá. Thế đất của mình thì truyền lại nhẹ như thế này. Đó, maca này là đã cho thu bói này, bơ á, thì đang cho thu hoạch chính rồi nhá. Còn lại là phun cà phê đông đặc như thế này luôn. Còn tiêu thì dưới kia là được khoảng 400-500 cây. Đó, maca này là bắt đầu vào thu rồi này, sang năm là để trái được rồi nhá. Đó, đây của mình là đang tới cây mít đó nhá mọi người nhá. Cây mít á, bên này cà xanh lùn rồi cả gì đó, trái rất là to luôn, trái to đùng luôn nhá mọi người nhá. Này, cùng to, trái to này, to khiếp luôn, cây bé bé mà trái khiếp này, trái to rất là to nhá mọi người nhá. Đó, cái đất thì tiền lại nhẹ như thế này, giá rẻ nhá mọi người nhá, 1,5 hecta mà giá chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi. Lô đất này mà quý anh chị mình không mua nữa thì tìm đâu ra nữa. Duy nhất chỉ còn một lô này thôi. Địa chỉ là xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó. Nguồn thu năm nay thì bao mạnh luôn cho mọi người nhá. Đó, giá tiền này mà có nguồn thu như thế này thì rất là mạnh rồi. Đó, đất đỏ Ba Gian đi lún chân luôn. Đất lung linh như thế này. Đó, cà phê tơ giống mới hết như thế này nhá mọi người nhá. Đó, đẹp ngất cây này. Đó, cả tơ hoàn toàn như thế này. Đã vào thu chính hết rồi nhá. Quý chị nhanh tay thì sở hữu ngay nhân mảnh vườn này. Đấy, đẹp chưa? Đây, trái ngất cây luôn này. Cây bự hết rồi, thu chính hết rồi nhá. Đó, cà này. Đó, chuẩn bị thu rồi. Bỏ thêm một đợt phân nữa là thu rồi. Biết bao nhiêu cà trong này rồi nhá. Bơ 0,4 này. Bơ 0,4 này là đang cho thu chính nhá quý chị nhá. Đấy, cà phê này. Phần dưới này là có mấy trăm tiêu này. Đó. Tiêu nhưng mà ra chủ cũng trồng hết cà phê rồi nhá. Vào thu hết rồi, là 100% là cà phê này. Đấy, đẹp chung là mạnh vườn giá rẻ nhá mọi người nhá. Đó, cái tiêu này ra cũng trồng cà vào hết rồi này. Cà là đông đặc hết như thế này. Đó, cà sen tiêu, tiêu sen cà.
Đây. Lúa này đẹp lắm. Đây, cà đây. Cà đây nha mọi người nhé. Cà này, tiêu này. Đó, kín hết như thế này. Thế đất thì tiền là nhẹ thôi. Đi làm cũng rất là khỏe nhá. Giá rẻ nhá mọi người nhá. Một sản phẩm bất động sản rẻ nhất hiện nay tại xã Thuần Hà này. Đó. Đây, tiêu này. Tiêu cà phê này. Đó, thế đất thì tiền tiền thôi. Quá đẹp luôn mọi người nhá. 400-500 tiêu như thế này. Tiêu năm nay trái bình thường thôi. Hai chủ trồng mà sen kín hết cà phê rồi. Đó. Em nhắc lại thông tin mảnh vườn này thêm một lần nữa cho quý anh chị, cô chú mình tham khảo nhé. Mảnh vườn của chúng ta thì tọa lạc tại xã Thuần Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, trên vườn của mình thì có 400-500 tiêu, còn lại là đông đặc cà phê luôn. Tổng diện tích của mình là 1,5 hecta, ao hồ kia nhá. Đó, ao hồ là đầy đủ hết. Nước tưới thì quý chị mẹ an tâm. Đó, ao riêng. Cách trung tâm xã Thuận Hà là khoảng 3 km, còn cách dân cư rồi là đường nhựa là khoảng 1,5 km thôi nhá. Đó, giá cái lô chỉ có 1.500.000.000 thôi. Một thú mạnh nhá mọi người nhá. Đó. Trên này này, bằng nhá, bằng thoại Macca này, đang cho tôi bói này, bơ. Ở đây đất rất là tốt mọi người nhá, đất đỏ ba gian hoàn toàn không có sỏi đá luôn. Này, cà phê này, trái to đùng luôn này, này một cây như này. Mấy năm thứ 4, thứ 5 gì đó này, trái này khủng khiếp luôn này, đều hết luôn. Chung là vườn này nguồn thu rất là mạnh nhá mọi người nhá. Này 5-6-7 tấn cà gì đó thì bình thường. Đó, cả tiêu nữa, có mắc ca thu này, bơ này. Đó, đầy đủ cây trồng, giá để rẻ nhá. Đó, thì đất thì tiền là nhẹ thôi. Đó, giếng khoan này, giếng khoan này nước tưới bao la rồi, không cần hồ tưới được nhá. Đó, hồ đầy đủ, cà phê tiêu là đẹp ngất ngây luôn, cà phê sai trái. Đấy, đất của mình thì có một túp lều tranh như thế này. Đó, nhà sàn đơn sơ. Cà này, ui trái kiếp chưa, sai chữ luôn. Đó, đây đường giữa rẫy này nhá. Đây này. Quá đẹp luôn mọi người nhá. Trái, ui rồi rồi, trái sai ngất ngây luôn. Nguồn thu mạnh nhá. Lô này mà không mua được thì còn mua lô nào được nữa. Đó, giá rẻ này, trái chữ cảnh luôn. Đây, cà này, ôi dồi ôi, cùng to đung luôn. Đây này, cà này, đó, quá đã luôn. Có cả giếng khoan nhé mọi người nhé, ao hồ có luôn, có giếng khoan nữa. Đó, thế đất thì tiền là nhẹ như thế này. Cà phê là 100% là cà giống mới, đang cho trái sai nhá. Đó, đây là cái hồ nhân tạo của mình này, bơm từ giếng khoan lên này để tưới cho nó khỏe này. Đó, tưới giếng, tưới ao đầy đủ hết. Đó, đúng đây là quý anh chị quan sát được nhá. Này, đất truyền nhẹ như thế này. Đấy, này thì bằng nhá, ở trên đó, đó bằng đẹp luôn. Đó, quý anh chị quan tâm muốn mua thì alo ngay cho em nhá. Một mảnh duy nhất thôi, không còn đâu. Đây này.
chưa? Yêu này, khoảng 4-500 tua, còn lại là đông đặc cài như thế này. Ca đẹp chưa? Đó, đường ngoài này nhá. Đó, mình sẽ quay đường cho mọi người xem này. Đường này là đi xuống hồ này. Còn đây là đường đi vào mảnh vườn của mình này. Đấy, đường thì rất là thuận tiện rồi, gần tiện nhá mọi người nhá. Đó, mọi người quan tâm muốn mua quý muốn mua cái mảnh vườn này thì liên hệ cho Văn nhé. Tới đây thì em cũng xin dừng video tại đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của em nhé.